Tân Trần xin chào anh em nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho anh em bóc mái tóc đã từng nhuộm đỏ và nhuộm đen, và phần gáy đã tẩy lai hứt đình nha. Và tóc khách đã mọc ra được tầm 10 cm, khá là khoai đúng không anh em. Hôm nay mình sẽ bóc mái tóc này trên dòng sản phẩm của Collagen Maya. Với mái tóc này thì mình sẽ sử dụng mã là 5 số 0 của Collagen Maya nha. Và mình sẽ đi 10% mix 033 để bóc những mái tóc đỏ và trồng đen này. Mái tóc này mình sẽ đi oxy 9 và tỷ lệ là 1 thuốc và 1 oxy. Mã 5 số 0 của Collagen Maya thì khá là mạnh và mịn, cũng khá là nhiều dưỡng, nên mọi người chỉ cần vào một lần thôi nha. Đây là phần thân hơi bị thâm và ít thuốc, nên mình sẽ pha thêm một chút và mình điểm lại phần đấy. Và mình sẽ lưu thuốc tầm 4 đến 50 phút, thì mọi người thấy hạt màu đỏ đen nó được ra hết rồi, thì mình sẽ cho lên bàn gội xả nha. Lúc này thì phần tóc thì chắc chắn là sẽ không bao giờ được đều 100%, bởi vì phần chân đen cũng đã mọc ra được 10 phân và phần gáy đã tẩy hết đừng. Còn phần ngọn thì đã bị yếu, sắc tố bị nhạt bớt, nên anh em phải sử dụng phương pháp là bù màu nhé. Với phương pháp này mình sẽ sử dụng là nhuộm tắm, đang được nhiều anh em ưa chuộng bây giờ nhé. Mình sẽ sử dụng mã là 5.4 và mã 5.0. 5.0 mình sẽ đi tỷ lệ là 2.4, mình đi tỷ lệ là 1, tức là 2 5.0 và 1 5.4, và mình đi oxy 6 nhé, tỷ lệ 1 thuốc và 1 oxy. Và mình thêm tầm 10g dầu gội vào trong bát thuốc nha anh em. Phương pháp này là khá hiệu quả, nhanh nhàn cho anh em, nên anh em lên áp dụng nha. Mình thường xuyên áp dụng với phương pháp là nhuộm tắm này. Sau khi pha xong, anh em tiến hành phương pháp nhuộm tắm nha anh em. Ở trong bát thuốc của mình thì đã có 10g dầu gội rồi, và trên nền tóc ướt thì giúp cho thuốc nhuộm của anh em mình sẽ rất là dễ thẩm thấu hết những cái phần tóc của khách hàng. Anh em tiến hành massage và đảm bảo cho mình là tất cả thuốc, phần thuốc sẽ được thẩm thấu hết được xung quanh đầu nha. Và sau 5 phút mình lưu, và đây là kết quả sau khi mình bù màu. Lền đã được bù và cân bằng lại sắc tố khá là ok đúng không anh em. Nền ok rồi thì mình sẽ tiến hành nhuộm màu mục tiêu mà khách hàng mong muốn. Với mái tóc này thì khách hàng đang mong muốn được màu nâu tây sáng, nên là mình sẽ sử dụng mã 7.75 sẽ là mã chủ đạo. Và mình sẽ sử dụng thêm mã là 11.1 sẽ là mã dẫn, và sẽ làm tăng cường thêm một chút ánh lạnh để giúp cho màu nâu tây được tươi và đẹp hơn. Mã 7.75 chủ đạo mình sẽ đi tầm 60%, 11.1 mình sẽ đi tầm 30%, và mình sẽ tăng cường thêm một chút 6.77 để giúp cho ánh sắc màu nâu tây thiên về ánh sắc hơi trà sữa một chút. Với mái tóc này mình sẽ đi oxy 6 nha anh em, và mình sẽ búng thêm một chút 088 để khử hết ánh sắc cam đỏ ở trong tóc nha, giúp cho màu sẽ được trong hơn. Với mái tóc này thì mình vừa bóc xong, thì với bát thuốc này thì mình sẽ tăng cường thêm collagen Maya không chứa silicone nha, thì để mình sẽ phục hồi và bù thêm dưỡng chất cho mái tóc này. Còn với những dòng sản phẩm collagen mà chứa silicone thì anh em không nên cho vào bát thuốc nhuộm nha anh em. Anh em chỉ lưu ý cho mình là cái phần gáy là cũng khách đã tẩy lai hết đừng rồi, thì mình sẽ vào sau cùng nha. Và anh em lên bôi một chút keratin lên cái phần tẩy hết đừng đấy để bảo vệ cái phần tóc tẩy của khách hàng nha. Sau khi vào xong, anh em sẽ lưu cho mình tầm 20 đến 30 phút. Và đây là kết quả. Cảm ơn anh em đã theo dõi, chúc anh em thành công nha. Nhưng em lại nói là à lôi, cũng solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh thử vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có mấy quả đôi.